Trước những tác động tiêu cực đối với cảnh quan đô thị, môi trường sinh thái trong những năm trở lại đây, thì tỉnh Lâm Đồng đã đề ra lộ trình giảm diện tích nhà kính. Đây là chủ trương lớn, tác động trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ dân, vì vậy cần phải có một định hướng rõ ràng và chiến lược phù hợp. Đầu tư gần 3,5 tỷ đồng cho 1,7 hectare nhà kính, anh Nguyễn Hùng Vĩ, chủ nông trang hoa tại làng Hoa Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt, băn khoăn khi hay chủ trương giảm diện tích nhà kính của tỉnh. Trước khi chúng ta ra cái quyết định này thì phải có một cái mô hình nghiên cứu nào đó cho nó thực tiễn hiệu quả. Làm trong cái nhà lưới là của họ tưới tắm, họ bơm thuốc, họ canh chuyển đổi cây trồng, cái làm hoa là coi như là bà con họ ổn định được, họ tính được. Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng có trên 5.000 hectare nhà kính, trong đó thành phố Đà Lạt có trên 2.500 hectare và hơn 1.700 hectare trồng hoa. Theo chủ trương của địa phương, diện tích này sẽ giảm dần, tiến tới năm 2030 không còn diện tích nhà kính khu vực nội ô, nội thị, khu dân cư. Tuy nhiên, Hiệp hội Hoa Đà Lạt cho rằng cần tính toán cân bằng diện tích canh tác nhà kính và ngoài trời. Năm nay nó hai mùa mưa nắng và đặc biệt là nó bị ảnh hưởng của sương muối cũng như là mưa đá. Và có những tháng là mưa liên tục trong một tháng, các loại cây trồng ngoài trời rất là khó phát triển. Thì chúng ta nên quy hoạch mật độ nhà kính khoảng tầm 50% để chúng ta hài hòa cảnh quan. Cái phương thức canh tác của chúng ta phải trở lại một cái vẫn ứng dụng công nghệ cao nhưng với các cái nguồn, các cái giống mới canh tác ngoài trời và tạo ra các cái giá trị tương đương. Hiệp hội Hoa Đà Lạt đã đề xuất chính quyền tỉnh định hướng phát triển ngành hoa theo hướng tiếp cận đa ngành để đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo sản lượng và chất lượng hoa cạnh tranh với hàng nhập khẩu, giữ vững thị trường nội địa và hướng tới xuất khẩu trong bối cảnh các quốc gia lân cận đang hiện đại hóa ngành hoa.